quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, phiên trụ bị chính thức diễn ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2020. Làm việc tại phiên trụ bị, đại hội đã thông qua chương trình đại hội trụ bị và chính thức, thông qua quy chế làm việc, thông qua tờ trình dự kiến bầu các tổ chức đại hội gồm đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Phổ biến một số nội dung cơ bản quy chế bầu cử trong đảng theo quyết định số 244 của Ban chấp hành Trung ương, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu dự đại hội, thông báo danh sách các tổ thảo luận, tổ trưởng, tổ phó, thư ký, gợi ý thảo luận tại tổ và thảo luận đóng góp văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện, chương trình hành động của huyện, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu tại đại hội. Đoàn thư ký tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ để hoàn chỉnh báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 8 năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Nưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư huyện ủy qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí trong ban thường vụ ban chấp hành huyện ủy cùng 286 đại biểu ưu tú đại diện cho 4.400 đảng viên của Đảng bộ huyện Thoại Sơn cùng tham dự đại hội. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, yêu cầu phát triển của huyện nhà, kỳ vọng của nhân dân trong những năm tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 12 có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thứ nhất là tập trung đánh giá, kiểm điểm để khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11. Từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, xu hướng phát triển chung để lãnh đạo đưa huyện nhà phát triển toàn diện, bền vững cho giai đoạn năm 2020-2025. Thứ hai, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thứ ba, bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu tiêu chuẩn cơ cấu số lượng theo quy định, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí thật sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ huyện, góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang. Thứ tư, đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và theo quy chế làm việc của đại hội. Các đại biểu cần tuân thủ các quy định, quy chế đảm bảo nội dung chương trình mà đại hội đã thông qua. Trong thảo luận và quyết định những công việc của đại hội, cần phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, trung thực, thẳng thắn, tạo bầu không khí cởi mở, các ý kiến đóng góp phải mang tính xây dựng vì sự phát triển chung của huyện nhà. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, kết quả đại hội đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn toàn tùy thuộc vào tâm huyết, công sức và trí tuệ của mỗi đại biểu ngồi tại đây. Vì vậy, với trọng trách trước đảng bộ và nhân dân, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta tin tưởng rằng mỗi đại biểu và toàn thể đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, thực hiện tốt nội dung chương trình đại hội đã đề ra, góp phần đảm bảo cho sự thành công của đại hội, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà. Thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định quan điểm phát triển, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện đại hội đảng cấp trên. Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ huyện Thoại Sơn đã phát huy hiệu quả nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành 16 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt gấp 3 lần so với nghị quyết. Để đạt được kết quả đó, đảng bộ huyện Thoại Sơn đã tập trung thực hiện 5 khâu đột phá. Cụ thể, trong phát triển kinh tế, tập trung đầu tư toàn xã hội, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng một hệ thống giao thông thông suốt, có chủ trương chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý, đã mang đến những hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế của huyện tập trung đầu tư toàn xã hội đạt 1.673 tỷ đồng, vượt 251 tỷ so với nhiệm kỳ 2010-2015. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết 09 của tỉnh ủy, làm tăng giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, hình thành một số vùng chuyên canh đạt hiệu quả, sản lượng lúa hàng năm đạt trên 750.000 tấn, vượt 5.000 tấn so với nghị quyết. Giá trị sản xuất bình quân đạt gần 180 triệu đồng trên 1 hecta trên năm. Chuyển đổi 1.700 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu cây ăn trái, nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Các hoạt động của hợp tác xã từng bước được củng cố, tiếp cận được các chính sách tín dụng, mở rộng thị trường hoạt động. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết trên 25.000 lao động mỗi năm. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống người dân. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng một người một năm, tăng 22 triệu đồng một người một năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 12 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết đại hội. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, được chính phủ công nhận hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2018, sớm 2 năm so với nghị quyết đại hội đề ra, góp phần xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh nhà. Đại hội kỳ này thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành theo phương châm đoàn kết, dân chủ, năng động, phát triển, với chủ đề xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp, thể hiện khát vọng vươn lên của tinh thần đại hội để phát huy lợi thế, tiềm năng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12 đã tập trung đánh giá, kiểm điểm những kết quả đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11. Từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, xu thế phát triển chung, để lãnh đạo đưa huyện Thoại Sơn phát triển toàn diện, bền vững cho giai đoạn 2020-2025. Kiểm điểm việc lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện về ưu điểm trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, các chủ trương của đảng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tiến tới các cấp ủy, đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc nghiên cứu, truyền đạt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong nghị quyết liên hệ với thực tiễn ở địa phương, đồng thời vận dụng sáng tạo cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của cấp trên thành chương trình kế hoạch hành động, các quy định cụ thể hóa nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, đảm bảo tính khả thi cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân để thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
Sau đại hội đảng bộ huyện lần thứ 11, ban chấp hành đảng bộ huyện kịp thời xây dựng quy chế làm việc của ban chấp hành với nhiều điểm mới cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền hạn của ban chấp hành và lãnh đạo đối với cơ quan, nhà nước, mặt trận tổ quốc và toàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng, đồng thời sửa đổi bổ sung quy chế và phân công quan nhiệm cụ thể, quyền hạn của các đồng chí trong thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa cho ban chấp hành, xác định những vấn đề quan trọng nhằm cụ thể hóa và tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ. Với quyết tâm chính trị cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đổi mới lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, lối sống, tự sửa chữa khuyết điểm, điều chỉnh hành vi, các hoạt động trong công tác, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành gắn với việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương cơ quan đơn vị. Về hạn chế và nguyên nhân, hạn chế huy động nguồn lực khai thác phát triển du lịch chưa mang lại hiệu quả cao so với tiềm năng lợi thế của huyện. Công tác kiểm tra giám sát ở một số tổ chức đảng cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, nội dung kiểm tra chưa sâu sát, một số bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa nắm hết vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận mặt trận và tổ chức chính trị xã hội ở các xã thị trấn còn thiếu ổn định. Nguyên nhân hạn chế, trong đó có nguyên nhân khách quan. Trong nhiệm kỳ, ủy viên ban thường vụ huyện ủy có sự thay đổi, bổ sung phần nào ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy. Về nguyên nhân chủ quan, công tác chuẩn bị nội dung làm việc của địa phương đơn vị với các đồng chí ủy viên ban thường vụ đôi lúc thiếu chủ động nên chưa có giải pháp chỉ đạo thiết thực mang lại hiệu quả cao. Việc kiểm điểm về mức độ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số đồng chí trong ủy viên ban thường vụ huyện ủy phụ trách ở các địa phương đơn vị giao chưa thật rõ nét. Bốn lớn một số kinh nghiệm là giữ vững đoàn kết nội bộ trong đảng, trước hết là trong cấp ủy, thường trực cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, giữ vững nguyên tắc, điều lệ, quy chế làm việc của đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời linh hoạt trong việc xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện về là tiền đề có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ để có phẩm chất đạo đức, trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đầu ngành, lãnh đạo địa phương, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học kỹ thuật và đội ngũ doanh nhân giỏi, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn hội nhập. Nâng cao vai trò tham mưu của các ngành chuyên môn, sự phối hợp thực hiện các ngành, các xã thị trấn, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Phát huy sức mạnh cả của hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, các thành phần kinh tế và tiềm năng thế lực lợi thế so sánh của địa phương, tăng cường hoạt động đối thoại, tranh thủ thu hút có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài huyện cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, nêu cao vai trò trách nhiệm quản lý điều hành nhà nước trong quá trình tổ chức phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Năm lớn giải pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế, lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 12 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nghị quyết đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 của đảng và các nghị quyết chỉ đạo của trung ương, của tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành đảng bộ khóa 12 nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện trong việc xây dựng, dự đoán, dự báo tình hình, hoạch định đường lối, chính sách, lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế của huyện nhà, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của huyện, chủ động sáng tạo khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đảng, tập trung lãnh chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện sơ tổng kết các chỉ thị nghị quyết của đảng được kịp thời, đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện phải luôn là trung tâm đoàn kết,
tăng cường công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, công tác tự phê bình và phê bình, tăng cường chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và thực hiện có hiệu quả mô hình cấp ủy, chính quyền, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tranh thủ sự đóng góp ý kiến của các lãnh đạo đã nghỉ hưu cho sự phát triển của huyện nhà. Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 11 tự kiểm điểm và trân trọng báo cáo trước đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Với chủ đề tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế, đổi mới sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, tạo cơ sở phát triển thương mại dịch vụ du lịch và công nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đại hội đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới với 5 chương trình trọng điểm và 4 khâu đột phá. Cụ thể, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế toàn diện, hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến trọng điểm của huyện, đảm bảo kết nối thông suốt hàng hóa, phương tiện, con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người nông dân. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu hãy phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, xác định rõ trách nhiệm, tinh thần tự phê bình, nghiêm túc, từ đó rút ra những phương hướng, nhiệm vụ sát đúng, giải pháp phù hợp, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ mới, đồng thời cũng tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và đại hội lần thứ 13 của đảng. Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tặng bức chướng đoàn kết, dân chủ, năng động, phát triển của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang cho Ban chấp hành đảng bộ huyện Thoại Sơn để ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ sự tin tưởng đối với đảng bộ và nhân dân huyện Thoại Sơn. Tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi và thành công to lớn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tập thể đảng bộ huyện Thoại Sơn đón nhận cờ thi đua của Ban thường vụ tỉnh ủy, đạt thành tích đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban chấp hành đảng bộ huyện, xin trân trọng và cảm ơn sự quan tâm lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy. Xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Đỗ Tấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đặc biệt là sự kỳ vọng qua nội dung bức chướng mà lãnh đạo tỉnh ủy đã gửi tặng cho đảng bộ trong đại hội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi đề nghị các đồng đại biểu cũng nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu thảo luận để có những ý kiến đóng góp thiết thực. Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đảng bộ huyện Thoại Sơn đã bầu Ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Tâm tái đắc cử Bí thư huyện ủy Thoại Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Kiều tái đắc cử Phó Bí thư huyện ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban kiểm tra huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Căng được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Lê Hữu Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2020.
tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa đại hội, được sự tín nhiệm của quý đại biểu thay mặt cho các đồng chí ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, xin chân thành cảm ơn những đại biểu ưu tú đại diện cho 4.100 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đã tín nhiệm, tin tưởng và giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Đây là một vinh dự hết sức to lớn và cũng là một cách mà đại hội đã tin tưởng nhau. Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 xin hứa trước đại hội sẽ phấn đấu thực hiện tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, giữ gìn sự thống nhất ý chí hành động và đoàn kết của đảng, không ngừng hoàn thiện phương thức công tác lãnh đạo, cách làm nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng. Từng thành viên trong ban chấp hành đảng bộ huyện khi thực hiện nhiệm vụ phải đặt lợi ích của đảng, nhân dân tập thể lên trên lợi ích cá nhân, có phẩm chất đạo đức công sở, lối sống trung thực, nghiêm túc, chân thành, giản dị, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, giản dị, dễ làm, rất nhiều trách nhiệm. Tập thể ban chấp hành đảng bộ huyện sẽ đoàn kết, lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do đại hội đại biểu đảng bộ huyện nghị quyết vừa thông qua và nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Thay mặt ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ để cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 12 đã đề ra. Để hiện thực hóa chủ trương nghị quyết của đại hội, Ban chấp hành đảng bộ huyện Thoại Sơn trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao trong triển khai các công việc để đưa nhanh nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như sau. Về mục tiêu tổng quát 5 năm tới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế, đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Về các khâu đột phá, thứ nhất, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thứ hai, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội toàn diện, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Ba, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến trọng điểm của huyện. Bốn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho người nông dân. Về các chương trình trọng điểm, thứ nhất là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thứ hai, đầu tư nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến trọng điểm huyện, chỉnh trang nâng cấp đô thị 3 thị trấn phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của huyện. Khâu đột phá chương trình trọng điểm thứ ba, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Thứ tư, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững. Chương trình trọng điểm thứ năm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội toàn diện, hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Về các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, có 12 chỉ tiêu.
Một là nâng cao thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt mức từ 85 triệu đồng trên người trên năm trở lên. Hai là giá trị sản xuất bình quân trên hecta đất nông nghiệp là 230 triệu đồng trên hecta trên năm. Ba là số lượng doanh nghiệp phát triển trên địa bàn đến năm 2025 là 402 doanh nghiệp. Bốn là thu ngân sách từ kinh tế địa bàn là 682 tỷ đồng. Năm là tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt từ 85 đến 90%. Sáu là tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,74%. Bảy là tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2025 là 68%. Tám là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 là 95%. Chín, tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt 99,70%. 10. Tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử là 90%. 11. Phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng huyện phân nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. 12. Là phát triển đảng viên mới 250 đảng viên. Qua hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tài, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình do đại hội đề ra. Thành công của đại hội là một kết quả quá trình chuẩn bị tích cực, chu đáo của tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nhà, sự chỉ đạo, góp ý trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban ngành của tỉnh giúp huyện Thoại Sơn trong quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự trình đại hội, chỉ rõ những kết quả đạt được, thế mạnh và tiềm năng của huyện nhà để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, đồng thời dự báo được tình hình và định hướng những quan điểm, khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Đặc biệt là được đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt cho Tỉnh ủy tặng bức chướng đoàn kết, dân chủ, năng động, phát triển. Đây là niềm tự hào và có ý nghĩa hết sức quan trọng cho Đảng bộ và nhân dân Thoại Sơn. Cùng với phát biểu của đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ huyện cần phải quyết tâm phấn đấu hơn nữa trong triển khai thực hiện để xây dựng và phát triển huyện Thoại Sơn nhanh và bền vững. Kính thưa các đồng chí, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, trí tài, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội. Thảo luận thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội thống nhất cao đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 với những thành tựu đạt được toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời cũng phân tích sâu những mặt tồn tại, hạn chế với những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế so sánh của huyện, đại hội đề ra quan điểm phát triển và xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế, đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao đến 2025. Để đạt được mục tiêu trên, đại hội đã thống nhất với 4 khâu đột phá, 5 chương trình trọng điểm, 12 chỉ tiêu, 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Với sự tập trung thống nhất cao, đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12
để định hướng và lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã thảo luận cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá của nghị quyết đại hội, giao cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp thu ý kiến đại hội và hoàn thiện và ban hành triển khai tổ chức thực hiện. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa các đồng chí, thành công của đại hội không chỉ là hoàn thành tốt các nội dung đề ra mà còn biểu thị niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, để thực hiện hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện công việc của nghị quyết để nhanh chóng đưa vào cuộc sống. Cụ thể như sau: 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng kết quả đại hội trong các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ giải pháp tập trung phấn đấu thực hiện từ nay đến 2025 và những năm tiếp theo. 2. Xây dựng và triển khai chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết của đại hội, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân rõ tập thể, cá nhân phụ trách và tổ chức sơ tổng kết kịp thời. 3. Phát động phong trào thi đua trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Kính thưa đại hội, đến giờ phút này, đại hội chúng ta vui mừng báo cáo với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhà rằng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch và ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt là đồng chí Đỗ Đắc Kiếp, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đã dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý đến dự, hướng dẫn, giúp đỡ, góp phần vào thành công của đại hội. Đại hội bày tỏ những tình cảm trân trọng, biết ơn đối với các đồng chí cao niên tuổi đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã tâm huyết, theo dõi, ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự cống hiến của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 11 không tái cử lần này để tạo điều kiện cho các đồng chí trẻ có điều kiện phấn đấu sớm trưởng thành hơn. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng bộ huyện nhà trong thời gian tới. Đại hội cũng chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban ngành tỉnh đã đóng góp trong việc xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 theo chuyên ngành phụ trách. Cảm ơn các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh, các huyện đã phối hợp hỗ trợ giúp đỡ cho công tác chuẩn bị và tuyên truyền về đại hội. Đại hội xin cảm ơn các cơ quan đơn vị đã gửi tặng lãng hoa chúc mừng đại hội. Đại hội biểu dương và cảm ơn tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành huyện, các xã thị trấn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện nhà đã tận tụy chuẩn bị và phục vụ cho thành công của đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12 đã đề ra. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin
tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính chúc mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cao niên tuổi đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, quý vị khách quý và toàn thể đại hội luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Những định hướng, những quan điểm, khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới đã được đại hội thống nhất, đáp ứng sự mong đợi và trông chờ của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thoại Sơn.